Quỳnh kính chào quý khán giả, một tuần nữa lại đến rồi. Quỳnh rất vui khi được là người kết nối những hình ảnh hậu trường thú vị của các chương trình trên sóng truyền hình Vĩnh Long đến cho quý khán giả thân thương. Và tuần này thì bảng xếp hạng top 10 sẽ gọi tên những bộ phim cũng như là những game show nào. Còn ở phần nội dung chính của chương trình sẽ là hậu trường của game show nào đây? Chúng ta hãy cùng khám phá hậu trường ngay hôm nay nha. Vợ đi làm về chắc cũng mệt thôi, mình sáng chế một cái món à. Đau bụng quá. Trời ơi, cái mùi gì. Bảng xếp hạng tuần qua tiếp tục là những cái tên quen thuộc của truyền hình Vĩnh Long và VTV. Tuần qua, truyền hình Vĩnh Long góp mặt trong top 10, có thể kể đến chương trình đang được quý khán giả chờ đợi vào mỗi chủ nhật. Vợ tôi là số 1. Mỹ Duyên, xuất sắc. Đứng lại, xách vào đâu vậy? Đi mần con heo lấy miếng thịt bỏ vô nồi cho nó ngọt. Cha dặn ơi, ông ơi là ông. Giữ vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng tuần qua là cổ tích Việt Nam, Gái Khôn Được Chồng. Chuyển cho kêu thằng khờ đi nấu cơm. Mà nhờ con. Câu chuyện cản trở của gia đình ngọc nữ ngày càng thú vị và có thêm nhiều tình tiết hài hước, dễ thương. Quý khán giả nhớ đón xem những diễn biến tiếp theo nhé. Tôi nghĩ ra rồi. Đa tạ anh nha, anh đúng là cứu tinh của tôi. Mọi chuyện cũng do thằng Tư Tài Lanh. Vậy là liên tục hai tuần nay, bộ phim Dịch Sinh Tử giữ vị trí đầu bảng xếp hạng top 10 toàn quốc. Hiện tại, bộ phim đang kể về câu chuyện gia đình họ Trương cùng những tình huống xung đột xoay quanh lá chúc thư. Một gia tài phải chia làm 8 phần cho 4 người vợ và 4 đứa con trai. Liệu lòng tham, sự ích kỷ và những bí mật của phim sẽ được lần dở như thế nào? Quý khán giả đừng bỏ lỡ khung giờ phát sóng của Dịch Sinh Tử nhé. Bỏ mặt thằng nhỏ đó. Quý khán giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi top 10 những chương trình và bộ phim được yêu thích nhất trong tuần vừa qua. Còn bây giờ sẽ là nội dung chính của hậu trường ngày hôm nay. Chương trình Solo cùng Bolero năm 2021 đã đi đến chặng kết tinh. Ở tập này thì các thí sinh được chia thành 4 nhóm với các chủ đề mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông. Các thí sinh của chúng ta sẽ phải trình bày những tiết mục đơn và nhóm để phô diễn hết tài năng ca hát của mình, chinh phục ban giám khảo và tiếp tục hành trình với những thử thách mới. Chúng ta đã theo dõi hai tập mùa xuân và mùa hạ, các thí sinh đã nhận được không ít lời khen cũng như là lời góp ý từ phía ban giám khảo. Để mở đầu hậu trường ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ giám khảo Đàm Vĩnh Hưng để nghe anh chia sẻ về chương trình cũng như là các thí sinh của mùa này nha. Nói nhanh thôi, rất tuyệt vời. Chỉ có những thí sinh có giọng hát nè, có những câu chuyện nè, nó rất đặc biệt cho nên Hưng ấn tượng nhiều ở cậu bé Trường Sang, giọng hát hay, khỏe, đẹp. Và cái nhìn cái ngoại hình nó sang trọng, nhẹ nhàng. Trời đã phân chia tình nghĩa không thành. Một giọng hát nữa, giọng hát rất là chuẩn, là đức hạnh. Áo xanh áo ở xanh mà em mặc một màu thiên hay. Có cô bé bà Lùng ở tập 1 nữa, áo dài đỏ đó, là con bé gì ta, hát song ca với lại Lệ Quyên á, giống Lệ Quyên á. Hiền Anh trong nhau thôi rồi vĩnh biệt người ơi. Ngày buồn đã tới, nay giây phút tôi xa người, tình đã ua nhau, mình đã rồi đời tôi sẽ đi về đâu. Mình có vài phút để thăng hoa và để chứng tỏ thôi, cho nên đừng có bỏ lỡ một giây nào hết, phải luôn hát hay từng chữ một, đừng có đợi tới cao trào, cái chỗ cao cao mình hát mới hay. Không phải như vậy, chỗ nào cũng phải hát hay hết, hát nắng nó hát kỹ từng chữ một và cao độ chính xác, đừng và phải luôn luôn biết diễn xuất nữa đó, thì mới có điểm cộng được ha. Và phải luôn cho
giám khảo thấy rằng là bạn là cái người không bị đóng khung bởi một màu nào hết. Tới là bolero, mình có thể chọn tango hoặc là rumba, thậm chí cha cha cũng là trong bolero. Đó, cho nên là mình cứ chọn những màu sắc nào nó thiên biến văn hóa, mình làm tốt thiệt tốt để cho người thấy mình có tiềm năng đi vào sâu hơn. Một từ thôi hả? Chơi chơi khó vậy. Phi Nhung là thật. Dạ. Còn anh Vinh thì quá là tinh tế và sắc sảo. Tất cả quý vị khán giả, thính giả yêu dấu ơi, nhất là người dân của miền Tây Nam Bộ này ha, nhớ đón xem chương trình Solo cùng Bolero mùa thứ 7 nha. Và đúng 9 giờ tối là 21 giờ thứ 6 hàng tuần ở kênh Vĩnh Long 1 nha, đài truyền hình Vĩnh Long 1. Chắc chắn sẽ gặp Hưng nè, gặp Phi Nhung và gặp nhiều giọng hát hay nữa. Chân thành cảm ơn những chia sẻ của giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Còn bây giờ thì Quỳnh mời quý khán giả chúng ta sẽ đến với một cuộc phỏng vấn nhanh về một thí sinh mà giám khảo Đàm Vĩnh Hưng đã dành không ít lời khen ngợi từ giọng hát cho đến phong cách. Đó chính là thí sinh Trường Sang, là hot boy mắt hí của Solo cùng Bolero mùa này. Xin chào tất cả khán giả của chương trình Chuyện Hậu Trường. Mình là Trường Sang. Dạ thì qua lời khen của chú Đàm Vĩnh Hưng thì cũng như là tất cả mọi người thì Sang cảm thấy rất là vui và đó là một cái niềm động lực rất là lớn để cho Sang phấn đấu hơn và cố gắng hơn. Trong ba giám khảo chắc có lẽ người mà Sang sợ nhất là cô Phi Nhung. Tại vì cô là một người rất là thẳng tính và cô luôn khắt khe trong từng nốt nhạc cũng như là từng câu hát, và mỗi thí sinh cô đều như vậy. Còn cái người mà mong chờ sự góp ý nhiều nhất chắc có lẽ là chú Đàm Vĩnh Hưng. Riêng chú Vinh thì Sang cũng rất là muốn nghe, tại vì chú Vinh là người rất là sâu sắc trong tất cả mọi chuyện, từ trang phục, cách hát, cách đi đứng, cách diễn, tất cả mọi thứ chú Vinh đều có thể góp ý được, và Sang rất là muốn nghe chú Vinh góp ý. Rất là cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Solo cùng Hero và ủng hộ cho tất cả các thí sinh cũng như là ủng hộ cho Sang. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Tiếp tục chương trình, mời quý khán giả cùng gặp gỡ hai thí sinh cùng đến từ nhóm mùa hạ. Đó là Bùi Ngọc Minh và thí sinh Bình Minh nhé. Xin chào chương trình Chuyện Hậu Trường. Tôi tên là Ngọc Minh, là thí sinh thuộc nhóm 2 trong chương trình Solo cùng Bolero lần này. Cái hình ảnh mà một người đàn ông chín chắn, cứ gọi là như vậy đi, mình sẽ giữ xuyên suốt trong cái cuộc sống nghệ thuật của mình. Tức là mình chọn dòng nhạc đầm ấm, nhiều cảm xúc mà mang lại nhiều cái nỗi niềm cho khán giả. Qua phên vênh có bao mai đầu, hát hiu vàng ánh điện cầu. Đối với mình á, là được hiện diện trong cái chương trình và được đi tới bây giờ là một cái điều rất là vinh hạnh. Và mình sẽ tạo ra một cái điều gì đó, là một cái dấu ấn, một lần được lên trên sóng là để được đưa dấu ấn vào lòng của khán giả. Còn nếu mà áp lực thì mình sẽ không làm được điều đó đâu. Bao kỷ niệm thoáng bay xa vời, kia cô dâu cười trong pháo vui, riêng âm thầm mình tôi nhớ thôi, xe hoa đó đưa em về với. Đó là một cái lời nhận xét của giám khảo Đàm Vĩnh Hưng là cái bài Xóm Đêm của mình á, thì là anh có nhận xét là lúc ban đầu mình vô thì nó còn chưa được vững vàng, thì cái đó là điều đó mình phải cải thiện sớm nhất. Và bên cạnh đó thì anh có nhận xét là mình có một cái giọng ấm và có nhiều cảm xúc, thì cái đó là mình sẽ giữ cho cái nó coi như là một cái chất riêng của mình. Ai vọng chung đêm cô liêu chinh phụ mong. Bình Minh xin được kính chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Chuyện Hậu Trường của đài truyền hình Vĩnh Long. Đến vòng này là nhóm của mình là nhóm thứ hai, nhóm mùa hạ, sẽ hát về những ca khúc về mùa hạ, là ca khúc Hạ Thường. Tông màu thì mùa hạ thì nó có vẻ là nó nhẹ nhàng, cho nên là nhóm mình với lại Bình Minh là đã chọn tông màu trắng.
quấn quýt từng giờ, mối tình yêu rót mật thành thơ. Trang phục cho bài thi đơn của Bình Minh, Minh sẽ hát ca khúc Thói Đời 15 năm về trước. Trong cái quá trình Minh đi bước ra cuộc sống ngoài đời thì có rất nhiều bạn, có rất nhiều người mà Minh đã từng trải qua cuộc sống đó, và Minh cảm nhận được cuộc đời của Minh tương tự như ca khúc này. Cho nên Minh xin chọn ca khúc này để Minh thi bài hát đơn của mình. Tình cũng quên ta nên chân đêm thui thủi một mình soi bóng đời bằng gương vỡ nát, nghe xót xa ngồi lên trong mắt đoạn buồn xa ta đã đi qua, ngày vui tới ta vẫn chờ. Minh sẽ làm khác đi rất nhiều, Minh sẽ hát bằng một cách khác và cố gắng tìm cái cách xử lý cái bài hát cho nó mới, nó lạ hơn. Với lại là về phần âm nhạc thì Minh sẽ cũng phối nhạc lại làm mới hơn luôn, lạ hơn luôn, không giống như bản cũ, để mọi người xem và sẽ thấm hơn và đón nhận. Trong mắt đoạn buổi già ta đã đi qua, ngày vui tới ta vẫn. Minh mong rằng mọi người sẽ đón nhận những ca khúc và trong phần đi đơn và phần đi nhóm của Minh nè. Vậy là chúng ta đã gặp lại những gương mặt của nhóm Mùa Hạ trong tập 7 giờ phát sóng. Tuần sau tập 8 sẽ là chủ đề mùa thu, bao gồm những thí sinh nào đây và họ sẽ trình diễn những ca khúc nào. Ngay bây giờ, Quỳnh sẽ bật mí đến quý khán giả bằng những hình ảnh thú vị của hậu trường nha. Thì đến với cái vòng kết tinh ngày hôm nay thì em cũng chuẩn bị được cũng gọi là khá là chu đáo với những ca khúc đặc sắc, những màu sắc âm nhạc mới theo một cái cách tính riêng của em. Em chắc chắn là sẽ làm quý vị khán giả cũng như là ban giám khảo hài lòng với phần dự thi của em ngày hôm nay. Được xếp đấu với chị Lan Vy á, đó là một cái điều rất là vinh dự với bản thân của em. Thật sự là tại vì không phải riêng em mà có thể là với nhiều bạn thí sinh khác nữa cũng rất là muốn được thi đấu với chị Lan Vy. Rồi thôi đã không còn gì ất rồi, chỉ còn hiu hắt cơn sầu khôn nguôi. Thì mọi người cũng hay nói vui là Lan Vy đã gặp được đối thủ rồi đó. Nên là em, đó là một cái niềm vui rất là lớn của em. Hai thí sinh còn lại trong nhóm của em và chị Lan Vy đó là anh Đức Hạnh và bạn Tôn Quý Long. Thì ở hai người này có một đặc điểm chung là hai người đều nói giọng miền Trung, cho nên là có những cái sự sở hữu đặc biệt. Có thể những cái bài hát của hai bạn này thường xen vào những cái tiếng vùng miền, nó là một cái điều cũng gọi là lợi thế cho hai bạn đó, bởi vì sẽ có một cách thể hiện ca khúc khác hơn so với những người còn lại như là em với chị Vy. Anh Hạnh thì một giọng hát nội lực, khi mà anh cất tiếng hát lên tất cả mọi người sẽ cảm nhận được cái điều đó. Anh xin em giữ trọn lời thề, tình mình nghèo người đời khen chê, ta bên nhau giữ trọn tình quê. Tôn Quý Long thì không nội lực nhưng là một giọng trầm ấm, kiểu như là giống như kể chuyện cho một bài hát vậy đó. Cho nên là hai đối thủ này cũng thuộc dạng là đáng gườm, mà chị Vy cũng đáng gườm luôn, cho nên là đây em đánh giá đây là một nhóm đấu khó. Nói về áp lực về đối thủ thì Lan Vy không áp lực. Với Lan Vy thì mọi người thì vui vẻ thôi, không cạnh tranh, tức là tham gia để vui, để thử thách mình chứ không phải là để đấu vip tất cả mọi người, nên tâm lý làm với mọi người thì không bao giờ áp lực. Lạnh lùng sương rơi hóa mây, buồn ngỡ ngắm bóng chim bay, mây tiêm dâng sau đó đây. Ngày đi chiều mang sầu tới, lăn sương chiều thu lá rơi, tiếng mưa rơi đều trên lối. Hai chị em ở ngoài vui dữ lắm. Hai chị em thương nhau dữ lắm thiệt, nhưng mà vô chương trình bắt đầu là
đấu với nhau đó là định mệnh rồi. Nhưng mà bước lên sân khấu là đối thủ, nhưng mà bước xuống sân khấu là hai vòng được thi đấu chung nữa. Đúng rồi, hai vòng được đấu chung, bước xuống sân khấu là chị em một nhà. Với cái vòng thi này thì mục tiêu trước mắt đó là những cái thử thách em đã đặt ra trong cái bài hát của mình. Thứ nhất là em phải vượt qua được cái thử thách của bản thân em trong cái ca khúc mà em đã chọn để dự thi ngày hôm nay. Thứ hai là em sẽ chinh phục được trái tim của quý vị khán giả, cũng như là chinh phục được ban giám khảo để trước mắt là chiến thắng vào ngày hôm nay trước đã, còn những chuyện sau này thì chúng ta sẽ tính sau. Bản thân Lan Vy thì không kỳ vọng, Lan Vy chỉ muốn là bản thân mình vượt qua cái áp lực của bản thân để làm tròn được cái tiết mục của mình. Làm tốt là Lan Vy cảm thấy rất là hạnh phúc rồi. Còn có duyên hay không à, cũng tùy vào chương trình. Vừa tham quan một vòng những hình ảnh hậu trường của chương trình Solo cùng Bolero năm 2021 với những gương mặt triển vọng và niềm đam mê bất tận dành cho dòng nhạc Bolero, thì các thí sinh sẽ mang đến những phần trình diễn nhiều cảm xúc nhất, hứa hẹn đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng của quý khán giả dành cho chương trình. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện hậu trường ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Thúy Quỳnh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tuần sau. Xin chào tất cả quý vị khán giả của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Thì ngày hôm nay thì bị bắt cóc ngẫu nhiên. May quá là em có maquillage nhẹ nhẹ, em có làm tóc sương sương và đồ đạc thì chưa có mặc gì hết, chỉ là có đôi dép lào vậy thôi. Được mệnh danh là Thánh Thị Phạm của ca sĩ Hiện Tượng, thì năm nay mình sẽ tiếp tục mang đến cái lợi thế của mình là Thị Phạm cho các thí sinh không anh? Ra thì Thị Phạm nó giống như là một cái gì đó khi mình diễn đạt thì mình muốn cho người ta hiểu tốt nhất, thì nếu Thành có cái khả năng đó thì Thành mình làm ra cho họ dễ hình dung vậy thôi, chứ cũng không phải là để chứng minh gì cả. Nhưng mà quan trọng là Thành nghĩ là khi mình làm tham gia chương trình, quý vị xem cái chương trình này ngoài là coi mấy bạn thí sinh nhái có giống không, còn coi không tướng Thành cũng làm trò gì nữa đúng không, nó mới vui. Dạ, cuộc sống mà phải vui.